Bác là làm thì muốn làm cái gì? Thì tôi nói tôi chỉ muốn được giới thiệu bổ sung mình thôi. Thành ra tôi xin nói rõ đến quý vị khỏi nói như vậy cũng có ông là thấy người ta bắt quần làm họ. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự là chúng tôi là có cái mối quen biết, thông tình thông giao với nhau từ lúc 19-20 tuổi, và đã là trên 40 năm qua rồi. Thì lúc đó là chúng tôi đi du học tại Nhật năm 19 tuổi, năm còn 1969-70. Thì lúc đó thưa quý vị, tôi xin thưa là lúc đó chúng tôi từ ở Việt Nam qua Nhật du học. Thì tôi gặp anh Đỗ Thông Minh từ lúc ở Việt Nam cũng như qua Nhật, thì tôi thấy có điều đặc biệt. Và lúc đó thay vì như anh khác là lo vấn đề bây giờ sẽ học cái ngành gì, cái trường nào hay, trường nào dở, như là cái quan tâm của những sinh viên khác, thì anh Đỗ Thông Minh có cái quan tâm khác. Lúc đó thì anh kêu tụi tôi làm với nhau, anh nói thật chết rồi, mình qua đây du học sao thấy bên đẹp trong sinh viên rồi thì đã không ạ, không nào thấy bữa ngày đâu là chống Việt Nam đồng hòa mà bên miền Bắc không, bên cộng sản không thôi, tôi chết rồi. Thì bây giờ cái quan tâm của anh lúc đó là làm sao để mà vận động, để mà lấy lại cái hồi sinh viên thiên tả, hồi sinh viên Việt Nam, nhưng mà thiên tả bây giờ. Đó là cái quan tâm đầu tiên của mình, và tôi quý anh mình nghe từ cái giờ phút đó, và chúng tôi đã sát cánh hoạt động với mình từ lúc đó. Và thưa quý vị, cho tới năm 75 thì quý vị đã biết rồi, việc không may, việc đau buồn đã xảy ra, thì cái đất nước lâm vào cái cảnh có thể nói là rất là khó khăn, có đất nước thì anh Đỗ Thông Minh cũng như là một con nhân dân chúng tôi đã ở lại và lập ra ủy ban tranh đấu cho tiền dân của người Việt, tức là tìm đường thoát cho bà con mình. Vì Nhật Bản không có công nhận, không có công nhận tiền chính trị, một là về Việt Nam, hai là những nước khác, thì chúng tôi thành lập cái công nhận đó. Sau đó chúng tôi cùng với Bộ Thông Minh bằng trong sách viên thành lập là tổ chức người Việt tự do, và cái điều này biết rồi. Sau đó tổ chức người Việt tự do cùng với hai tổ chức khác là lực lượng quân dân Việt Nam và tổ chức quân Việt Nam kết thành mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam. Mà quan trọng nhất có thể biết là có cái chiến khu tại Thái Lan. Thì cái người mà đã đi Thái Lan tìm ra cái mảnh đất khu chiến, nguyên là điều đình với các vị tướng của Thái Lan để chúng ta có một cái mảnh đất, một cái là mảnh đất là cái bàn đảo khu chiến về Việt Nam. Thưa quý vị, đó là anh Đỗ Thông Minh. Anh Đỗ Thông Minh là người đó. Và trong các bước tiếp thì đấy, nhiều việc có thể đã không được đồng ý, cho nên anh Đỗ Thông Minh chúng tôi là lúc tôi không còn hoạt động trong mặt trận nữa. Và sau đó mình về Nhật Bản, anh còn tiếp tục những cái công tác về văn hóa suốt bao nhiêu năm nay. Thì là anh thành lập công ty Mê Công, anh thành lập xuất bản Tâm Văn, anh khai trương một tiệm sách tại Tokyo, anh làm cố vấn diễn đàn thảo luận nhiều lắm quý vị, và thiết lập trang nhà Mê Công, anh thành lập câu lạc bộ văn hóa giao lưu Việt Nhật, tác giả có hàng trăm cuốn sách, viết các thể thông kinh cho hàng trăm tờ báo sách từ năm từ hơn 20 năm qua, và anh thường xuyên cộng tác với các đài truyền hình BBC, VOA, tại Pháp Á, AFI, Á Châu Tự Do, SBS ở Úc, Đức Sài Gòn Radio, Radio Volta, đài tiếng nói Việt Nam hải ngoại và VNCA rất là nhiều. Và năm 1997-1999, anh được Cục Văn hóa Đông Kinh chọn làm ủy viên hội nghị Người Mở Bước ở Đông Kinh, đi giữ vai trò cố vấn trung gian giữa tòa đô chính Tokyo và 270.000 người Mở Bước.